chào mừng quý vị trở lại với kênh YouTube Tiền Lê Cuộc Sống Châu Âu Hà Lan. Nếu mà giờ này mà Tiền chào buổi tối quý vị thì quý vị có lẽ là hơi ngạc nhiên đúng không? Nhưng mà thật sự bên Hà Lan hiện tại đó, thật sự bên Hà Lan hiện tại bây giờ là 7 giờ rưỡi tối đó quý vị, là 19 giờ 30 phút tối ngày 4 Tây tháng 5. Đó, trong cái máy định vị này nè quý vị, anh Viện anh xài từ trong cái điện thoại á. Thì buổi tối hôm nay Tiền Vinh Viện á cảm thấy hứng hứng thì rủ anh Viện đi Amsterdam chơi. Thật sự ra ngày hôm nay đó cũng là một ngày đặc biệt của toàn cả nước Hà Lan luôn quý vị. Thì năm 1940 là năm đó là Hà Lan và Đức xảy ra chiến tranh, là Đức tấn công Hà Lan vào năm 1940. Thì hiện tại Tiền sắp sửa đi qua một cái đường hầm nè. Thì quý vị thấy trên chiếc tàu nó đang chạy nè, ở trên cái hầm đây là nước nè quý vị. Đó, chiếc tàu vừa mới chạy qua. Ở dưới này là xe đi, xe chạy nè. Đó, bây giờ mình đang đi ở dưới cái hầm này, ở trên là nước. Thì trở lại cái câu nói của Tiền mới nãy. Thì vào năm 1940 là Đức tấn công Hà Lan. Thì cuộc chiến tranh xảy ra 5 năm, đến năm 1945 thì chiến tranh kết thúc. Ngày hôm nay và đúng 8 giờ tối ngày hôm nay là ở tại quảng trường Dam Amsterdam là một phút tưởng niệm tất cả toàn nước Hà Lan. Ngày xưa thì nhớ thì còn đi làm đó, vào cái ngày này nè là tất cả mọi người đang làm cũng phải buông xuống và đứng đúng một phút để mà tưởng nhớ. Thì ngày hôm nay 4 tháng 5 họ kêu là Dode Herdenken. Dode là cái sự chết chóc đó quý vị, là tưởng nhớ đến những chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến năm 1940. Thành ra là vào lúc 8 giờ tối đêm nay là ngừng bắn cũng như là hòa bình. Thành ra là tối nay 8 giờ là một phút tưởng niệm ở tại quảng trường Dam. Thì Tiền mới rủ anh Viện á là mình đi một vòng lên Amsterdam chơi. Mà ngày hôm nay bên Hà Lan thời tiết rất là đẹp luôn. Hiện tại trên Amsterdam á 9 giờ rưỡi tối mà 22 độ, là một cái ngày rất là nóng luôn. Tiền ngồi trên xe mà nóng lắm. Thì chỉ còn có 4,8 km nữa là Tiền đã vào trung tâm Amsterdam rồi. Từ ngày Tiền làm YouTube đến giờ á, thì Tiền chưa có quay cái cảnh mà ở trên quảng trường Dam mà họ tưởng nhớ đến những chiến sĩ ngày xưa khi mà chiến đấu cái thời ngày xưa mà Hà Lan với Đức á. Thành ra ngày hôm nay là ngày mà đầu tiên Tiền đi quay cho quý vị xem cái cảnh này đông như thế nào. Thì ngày hôm nay đó Tiền với Viện đầu tiên là định đi xe lửa, nhưng mà cuối cùng thì xe lửa cũng ít quá thôi, anh Viện nó thôi đi lấy xe hơi mình chạy đi. Thành ra hiện tại anh Viện đang lái xe hơi đi, chứ còn đi xe lửa mà từ Hua Rình ở chỗ Tiền ở đó mà lên Amsterdam á chỉ có 25 đến 30 phút thôi quý vị, là mình đi xe lửa. Còn đi xe hơi á thì cái giờ vô trong trung tâm Amsterdam thì rất là bận rộn, mình lái xe rất là cực. Cũng thêm một cái nữa là mình đậu cái parking đó Tiền rất là mắc. Mà mình đậu cái parking trên Amsterdam á thì một tiếng á có thể từ 6 đến 8 euro. Hiện tại thì tháng 5 thì trời ấm áp lên, mùa hè cũng sắp đến rồi đó. Bởi vì cây cối nó xanh tươi hơn nè, nó không còn trơ trọi giống như là từ tháng 12 đến tháng 3. Amsterdam buổi tối. Mình dùng từ buổi tối nhưng mà nó vẫn thời tiết vẫn còn sáng, trời vẫn còn sáng. Ông bà mình ngày xưa hay nói là đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Bây giờ tháng 5 mà mình chưa nằm đã thấy trời sáng rồi. Ngày dài đêm ngắn. Dạ, một cái câu ngạn ngữ cũng rất là hay và rất là chính xác. Đó, bắt đầu vô phố Amsterdam thì quý vị sẽ thấy là bắt đầu xe đạp nhiều lắm nè. Amsterdam còn 2,3 km nữa là mình tới cái chỗ đậu xe, mà lần này Tiền với Viện đậu xe ở tại một cái ga xe lửa lớn của Amsterdam á. Ở trước cửa đó có một cái hầm đậu xe. Stoplicht, ga rechts of naar Tasmanstraat. Buổi chiều ngắm cảnh cũng đẹp quá. Tưởng tượng mình đang ở bên Paris.
đó là xe buýt tại Amsterdam này. Wow, nhà bên tay trái của mình đẹp quá. Ở bên đây hay cái là họ cắt nhà đều với nhau hết trơn à, không có một cái nhà nào mà nó cao quá cao mà cái nhà nào quá thấp. Ở bên Việt Nam mình thì nó khác hơn, có nhiều cái tòa nhà thì cao ơi là cao, có những cái nhà xen ở giữa thấp ơi là thấp, thành ra nhìn nó bị lọt sọt. Được cái là có một cái là từ nhân viện ở gần Amsterdam á, chỉ có từ nhà lên đây có 35 km à, thì nó rất là tiện cho mình. Hứng hứng mà thích thích mình lấy xe mình chạy một cái dèo một cái lên tới đây, hơn 30 phút, khoảng 30 phút là tới rồi. Tại thì các em nhỏ ở bên Hà Lan vẫn còn được nghỉ trong cái tuần này. Đến thứ hai tuần tới là các cháu đi học lại rồi. Hôm rồi các cháu được nghỉ 2 tuần. Tiếng Hà Lan kêu là Mai Vacancy. Mai là tháng 5, Vacancy là nghỉ hè trong tháng 5. Luôn. Bên tay phải của Tiền là nhà ga nè, thì Tiền nhân viên sẽ xuống đậu cái parking ở đây nè, đó cái parking ở đây. Tay trái của Tiền á là đi vào ga xe lửa Amsterdam, tay phải á là mình đi vô phố. Bây giờ mình đậu xe đây, mình đi bộ vô phố. Đó, ga xe lửa ở trước mặt của Tiền. Bây giờ tự nhiên viện chạy xuống cái cái parking đây nè, đậu xe nè. Tuy ba rực Amsterdam Central. Cái hầm này chỉ có 1m9 thôi. Thành ra là xe nào mà 2m là đậu không có được. Xe nào cao 2m là đậu không được. Q-Park. Tiền có download cái app của cái parking này đó. Thành ra là khi mà mình xuống á, nó thấy xe cái parking này thấy bảng số xe mình là tự động dỡ cái cây lên cho mình đi vô à. Đó, anh Viện giống như tướng á. Nhờ Châu Linh. Đó, Châu Linh đó, khi mà anh Viện vừa vô là chiếc xe này nó hiện lên cho mình nè. Lúc 19 giờ 47 phút là vô cái hầm này. Thì này mình thuê bao á. Thì mình đậu mấy giờ mình đi ra là tự động mình ra cái đầu là biết giờ, cái họ tính họ trừ tiền trong băng của mình luôn. Cái hầm đậu xe này như là cũng 3-4 tầng anh hả? Ừ, 3-4 tầng á. Mà cũng 6-7 đồng một tiếng. Từ 6 đồng đến 8 đồng một tiếng. Chiều này quá trời đông luôn. Ngày hôm nay lễ mà. Tiền thấy xe Đức nè. Ba chiếc xe Đức đậu kế bên nhau luôn. Rồi xe Pháp nè, xe Mỹ nè. Rồi anh Viện đậu xe mình đi lên trên. Bây giờ từ anh Viện đậu xe rồi. Đi lên 2-3 bậc cầu thang và mệt quá quý vị. Bây giờ mình tiếp tục mình đi vô trong phố, mình tranh thủ đi vô phố. Ở đây họ cũng mới xây nè. Đây. Họ mới xây đây. Wow, đẹp quá anh. Ở trước mặt ga Amsterdam đó quý vị, bên đó thì đây là một cái bến tàu, một bến tàu mà chở du khách đi tham quan ở vòng trên sông Amsterdam đó. Mỗi một người á giá cũng rẻ lắm, khoảng 10 mấy euro một người à, 20 đồng trở xuống đó, một người đi trên chiếc tàu này họ chở vòng hết trên sông Amsterdam, rất là vui luôn.
cứ du khách nào đến Hà Lan là họ rất là thích đi trên chiếc tàu này. Rồi bây giờ Tiền sẽ đi thẳng ở phía trước này, quẹo phải là mình vô trong phố nha quý vị nhé. Bây giờ Tiền mời quý vị cùng đi với Tiền nhân viên. Lúc nào mình lên Amsterdam mình thấy cũng đông vui hết á. Chiều nay hai chồng đi phố quá trời người ta luôn. Ngày hôm nay là đẹp như mùa hè vậy đó. Nhớ sợ anh khủng khiếp người. Bốn năm tháng 5 là ngày tưởng niệm ngày 4 là ngày tưởng nhớ đến những liệt sĩ và ngày 5 là ngày ăn mừng hòa bình. Bây giờ mình đi tiếp tục. Ở phía bên đây nhà đẹp quá anh. Ngày hôm nay các nẻo đường đi vô trong phố Amsterdam đó là cũng nhiều con đường họ đóng khóa lại lắm. À mà ngày hôm nay quý vị là Tổng thống Ukraine đó đột xuất qua thăm nước Hà Lan và cũng có mặt ở tại quảng trường Dam luôn. Ja, het is heel belangrijk ook deze gesprekken te hebben, dus dat is niet helemaal te vermijden. What do you say to members of Dutch parliament who think that Dutch Remembrance Day should only be about Dutch victims? Of course, this day is very important in your history. And I'm proud that I've been invited these days. In het Katshuis sprak Zelensky met Rutte over de steun die Nederland aan Oekraïne kan geven. De Oekraïense president vroeg het kabinet om meer wapens, zoals F-16's. Uit het Hart van Nederland-panel blijkt dat de helft vindt dat ze hier gehoor aan moeten geven. Bijna 40% vindt dat ze geen wapens of geld aan Oekraïne moeten leveren. Rất là nhiều du khách họ thích chụp cái cảnh mà những cái tòa nhà trước mặt này nè quý vị. Tiền nhớ bây giờ Phú Quốc á, Tiền thấy là có nhiều anh chị em đi du lịch ở Phú Quốc á, thì cũng có xây một cái dãy nhà màu giống như vậy nè, mà ở cặp cái mặt hồ giống như vậy luôn. Thành ra là nhiều khi bây giờ có anh những người bạn có Tiền mà chụp hình ở Phú Quốc á, Tiền tưởng là họ đang ở bên Hà Lan á, đang ở bên châu Âu. Càng đông người thì rác bỏ càng nhiều. Rất là nhiều du khách họ thích chụp cái cảnh mà những cái tòa nhà trước mặt này nè quý vị. Tiền nhớ bây giờ Phú Quốc á, Tiền thấy là có nhiều anh chị em đi du lịch ở Phú Quốc á, thì cũng có xây một cái dãy nhà màu giống như vậy nè, mà ở cặp cái mặt hồ giống như vậy luôn. Thành ra là nhiều khi bây giờ có anh những người bạn có Tiền mà chụp hình ở Phú Quốc á, Tiền tưởng là họ đang ở bên Hà Lan á, đang ở bên châu Âu. Ngay đây cũng đẹp đấy nè, có cái quán ở trong kia kìa. Nhìn cái giống nhà sàn ở Việt Nam mới sợ luôn. Tí
Khi mà mình mới đến Amsterdam là mình ngửi cái mùi cần sa đó nực nồng luôn. Bây giờ con đường này đúng ra đó, mà ngày thường đó là không có được đứng ở giữa đường như mày đâu. Nào là xe buýt nè, xe hơi nè, xe điện nè, xe đạp nè. Nhưng ngày hôm nay đó là họ rào lại hết rồi. Tất nhiên là để cho người đi bộ thôi. Đây là một cái hàng xe này quý vị, để bảo vệ mà những người mà lính hay là bảo vệ nước mạng để mà đến quảng trường Đam nào đó đó quý vị. Và đã đậu một hàng xe buýt, quý vị thấy cũng biết một hàng xe buýt luôn. Đó, một hàng xe buýt từ đây nè, khoảng hơn 10 chiếc dài tích tới đầu quảng trường Nam luôn. Hiện tại họ đã gào cái đường đó lại rồi. Wow, một cái hàng xe buýt quá trời luôn. Đây là hải quân, lính hải quân. Chiều nay hai chồng đi xì phố. Sướng nè, thường con đường này đâu được đi bộ trên này đâu anh. Con đường này thường là xe điện nè, xe hơi nè, rồi xe đạp nè, chạy nè, chứ đâu có được đi bộ như vậy. Từ xe buýt cho đến những chiếc xe này. Có xích lô đạp nữa nè quý vị. Xe cảnh sát họ chặn lại. Họ chặn những cái cục to về này là họ chống khủng bố á. Những chiếc xe của cảnh sát. Đây là những người lính. Commandant der strijdkrachten en zijn operationele ondercommandanten leggen een krans namens de gehele krijgsmacht. Thank you.
Sao mình muốn vô tới trong đó đó quý vị, phải qua một cái hàng rào ở đây, hai lớp lính canh như vậy mới vô được đến trong đó. Ở phía bên ngoài đây, ở phía bên ngoài đây nè quý vị, là có cảnh sát bảo vệ bên này. Chứ sợ quý vị ơi, từ nhân viện á, cố gắng len lỏi vào tới bên trong đó để quay cái cảnh mà họ tưởng nhớ đến những người liệt sĩ ngày xưa mà thời chiến tranh đó quý vị. Mà ngày hôm nay tháng 5 mà nóng tóc hết mồ hôi, bây giờ đã xong rồi. Khi mà họ đã đến, họ đặt những cái hoa ở cái đài tưởng niệm đó đó. Thì bây giờ xong thì khán giả cũng giãn từ từ rồi. Tiền nhân viện cũng chắc đi vòng vòng ở ngoài quay phía trước đó cho quý vị xem cái cảnh Amsterdam ngày hôm nay, ngày 4 tháng 5 năm 2023 cho quý vị xem nhé. Ồ, tiền tới đâu lạnh quý vị, ai ngờ đâu mà tiền mặc cái áo này xong rồi nó nóng. Quá trời nóng luôn. Good morning. Yes. It was a great experience. Thank you. Nice to meet you. You're fine? Good. What's your lifting score? Nóng quá trời luôn.
bây giờ là khán giả đã giãn ra rồi. Thường ở cái quảng trường Đam này ngày thường thôi là đã đông lắm rồi quý vị. Ngày hôm nay là ngày tưởng niệm nữa, tưởng niệm mà các chiến sĩ ngày xưa đó còn đông hơn. Thì gia đình bà Nữ Hoàng và mọi người á đứng ở trên cái chốt cao trên đó đó quý vị. Mình cũng liều mình vô đó mình đứng chứ lỡ mà ví dụ như có cái gì đó xảy ra đó là mình không thể nào mình chạy thoát ra ngoài được luôn á. Hiện tại đây là vợ chồng của Alexander, là ông vua đó quý vị, là đang ở trong đó đó. Alexander và Maxima đang ở trong đó. Ngày hôm nay ba viện lái xe chạy lên đây nè. Tưởng đâu là lạnh anh, ai ngờ đâu nóng quá trời nóng. Thôi giờ mình đi về luôn, khán giả cũng đi về luôn rồi. Mà nếu mà chiếc xe nào á, mà nó muốn vô đây nó khủng bố hay nó làm gì đó là nó phải qua mấy lớp như vậy nó mới vô được tới trong này. Tại vì từ ở ngoài đầu đường ra Amsterdam á, là họ đã bảo vệ từ ngoài đó rồi. Có bê tông á. Dạ, có những cái cục bê tông rất là to luôn họ bảo vệ. Và vô tới trong đây nè, tới cái đài tưởng niệm này á. Đó, tới cái đài tưởng niệm này là phải qua hai lớp hàng rào nữa và có hai cái dãy lính bảo vệ nữa quý vị mới vô được đến ông vua và bà vợ ở trong đó. Cao này. Ở đối diện với cái tượng đài liệt sĩ, đây là một cái thương hiệu của Dior. Cái thương hiệu quần áo Dior đó anh. Christian Dior. Tính nói Christian Di Ronaldo. Đồ này thì đắt giá lắm. Hiện tại quý vị nhìn nè, gần 9 giờ tối. Gần 9 giờ tối mà trời còn sáng vậy đó. Chưa đâu đến từ tháng 5 này nè, mãi cho đến tháng 9 là trời 11 giờ bắt đầu mới tối. Trời cũng dần tối rồi, bây giờ tiền dinh viện đi về. Sau này á, cái thời sau này mà những người mà họ khủng bố, họ hay lái xe tải, họ đâm thẳng vô đó quý vị. Thì bây giờ họ có những cái cục sắt này nè. Cái này cục sắt không phải bê tông đó anh. Dạ, sắt rất là nặng luôn á, họ cản ngang như vậy nè. Thì xe nào mà vô được. Đó, ba cái cục sắt rất là to luôn. Ở phía bên này một hàng ở đây là bán nhà hàng cũng như là những cái souvenir, là những cái đồ lưu niệm, rồi khách sạn ở trên cái con đường này. Và ở bên đây cũng vậy quý vị, ở bên đây cũng là cũng khách sạn bên này, cũng quán ăn ở bên này. Đi sâu phía bên trong của cái dãy tòa nhà này đó là bên trong nó cũng đẹp cũng vui lắm. Ở hình như là cái con đường này nè, con đường ở ngay cái phía sau cái tấm bảng đó đó, là quý vị đi một đoạn là cái khu phố tàu nằm ở trong đó đó. Amsterdam cũng đẹp quá phải không quý vị? Cái gì là nhà ga? Amsterdam. Dạ, trước mặt là nhà ga đó, ga lớn Amsterdam đó. Đối diện nhà ga là bên đây là một ngôi nhà thờ rất là đẹp. Đây là bắt đầu policy là chạy vào để bảo vệ hộ tống, à đúng quá, hộ tống nữ hoàng và những người nổi tiếng đi về. Đây là
Hàng không xuống đẹp quá anh. Đó, tự nhiên biển đậu xe chiều phía trước này nè. Tàu này như là chạy đến tối luôn á, đến khoảng hình như là chắc 11 giờ hay gì á. Đó quý vị, nếu mà quý vị nào mà đến Amsterdam đó, thì tại vì cũng có rất là nhiều quý vị hỏi Tuyền là biết cái khách sạn nào ở Amsterdam bốc như thế nào không, thì thật sự cái điều đó Tuyền không có rành, tại vì Tuyền còn công việc riêng của Tuyền là đi làm nữa. Thành ra nếu như quý vị nào, anh chị em nào ở nước ngoài mà muốn đến Amsterdam, bất cứ mình muốn đi ăn quán nào, mình ở khách sạn nào, chỉ cần bây giờ quý vị bấm trên cái mạng internet ở trên Google đó, ví dụ như mình bấm cái tiếng của cái nơi mình ở, ví dụ như các anh chị ở Na Uy, ở Mỹ, ở Thụy Điển, ở Đan Mạch hay là ở bất cứ nước nào ở Phần Lan cũng vậy, thì mình bấm lên tìm khách sạn ở tại Amsterdam thì nó sẽ hiện lên. Còn nếu quý vị nào thích ở cái khách sạn mà giá bình dân đó, thì trước mặt của Tuyền có một cái khách sạn Ibis Hotel. Cứ đi đâu mà quý vị muốn ở cái giá bình dân á, thì quý vị cứ bấm lên là Ibis Hotel là sẽ có khách sạn là giá phải chăng. Đó, cái chữ Ibis. Mặt trời cũng đã lặn sâu rồi. Về nhà thôi. Nhà uống bia. Quý vị ơi, Tuyền rất vui là buổi chiều hôm nay Tuyền nhân tiện nhín thời gian ra để mà đi lên Amsterdam chơi, vừa tán bộ chơi, vừa xem cái cảnh mà họ tưởng nhớ đến những liệt sĩ ngày xưa đó quý vị. Thì Tuyền xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu ra xem kênh YouTube của Tuyền, cũng như ủng hộ gia đình nhỏ của Tuyền trong suốt thời gian qua. Nếu yêu thương gia đình nhỏ của Tuyền, khi xem quý vị nhớ bấm like nha, nhớ bấm like cho Tuyền, xin like nè, cũng như là bấm subscribe đăng ký kênh, cũng như là share rộng rãi hơn nữa để nhiều quý vị khác biết đến kênh YouTube của Tuyền nhiều hơn nhé. Tuyền xin chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị vào clip tiếp theo. Bye bye. Họ làm lại ở chỗ đây đẹp quá đẹp à. Nhiều khi chiều chiều á mình đi tản bộ vòng vòng ở trên cái khu vực này nè, xong rồi mình nhau ngắm tàu bè qua lại nè, rồi mình ngắm người qua lại nữa thì không còn gì bằng. Đây là cho mướn xe đạp nè, rồi sửa xe đạp nè. Ôi cái chỗ này nó lớn khủng khiếp luôn. Kìa, thì thấy là người ta dắt xe đạp, người ta đang đi lên kìa. Thôi mà xuống dưới mình đi lên mới công mỏi chân lắm. Ở đó quý vị nào nếu mà đến đây mà muốn mướn xe đạp á, thì ở dưới này nha, mình mướn xe đạp mình đi chạy vòng ở Amsterdam đó.
À, thật sự ra ngày xưa kìa họ đậu bên kia nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ hình như là họ gom hết xuống dưới này nè. Và họ gom hết dưới này để cho cái thành phố nó đẹp hơn nữa quý vị. Thành ra là họ đem xuống hết ở dưới này. Thôi tiền không xuống đâu, xuống dưới đó mỗi chân họ leo lên lắm. Thì quý vị du khách nào ở nước ngoài mà đến Amsterdam muốn mướn xe đạp đó, thì đây là trước mặt ga xe lửa ở đây. Quý vị đi bộ một đoạn ra đây, cặp theo cái đường ga xe lửa bên tay phải, thì đến đây họ có treo một, họ dựng ở đây một cái bảng rất là to đây nè. Đó, mình đến đây mình đọc và mình tìm hiểu thì nó có họ có để cái mũi tên luôn, chỉ xuống dưới này đó, cái mũi tên chỉ xuống dưới đây. Đây là gửi xe đạp, gửi xe rồi thuê xe luôn, mướn xe luôn ở tại chỗ này luôn. Mình gửi xe và mình mướn xe và sửa xe dưới này luôn, xe đạp nha quý vị. Đó, thôi giờ mình đi về, giờ này đi về đến nhà cũng hơn 10 giờ á. Đó, xe tiền đậu ở dưới cái hầm kia, dưới kia kìa. Đó, ở trận hai bên là bê tông nè, tông vô dưới nước banh xe này. Và đây là cái nhà, đây là cái nhà mà để mình mua vé đi tàu nè, đi tàu hoặc là đi bus đó, đi bus đó cũng ở trên này luôn. Thì thấy đây họ để họ có bán vé những cái tour nè. Không, cái mùa này là mùa hoa tulip. Thành ra quý vị đi đâu ở khắp đất nước Hà Lan vào cái mùa này là lúc nào cũng thấy hoa tulip. Gần 10 giờ đêm mà trời vẫn còn sáng. Amsterdam tí xíu nữa quý vị, hiện tại tự nhiên biển vẫn còn ở trong cái vòng tay của Amsterdam nè, mà thấy cảnh đẹp quá à. Chiều hoàng hôn xuống bầu trời rất là đẹp luôn. Chứ mà cô Tuyền á, một hàng quạt gió điện á, đẹp quá. Quý vị nên cẩn thận khi mà lên Amsterdam đó, những con đường mà sửa đó họ để như vậy á, là bao nhiêu km mình nên chạy đúng bấy nhiêu nha. Chạy quá là bị phạt nặng lắm á. Biển quẹo ở đây là đi ra ngoài xa lộ này. Xa lộ thì giờ này được phép chạy 120 km một giờ. Bây giờ 10 giờ tối này. Sau 7 giờ tối là được chạy 120 km một giờ. Còn từ 6 giờ sáng mà đến 7 giờ chiều á, chỉ được 100 km một giờ thôi.